Chương 601 Ninh Thiên Thiên, sư phụ. Tiểu đạo thôi, nắm. Lưu Ly thật là giận không chỗ phát tiết, nàng biết mình cái này tiểu đồ nhi tính tình nhanh nhẹn. Nhưng quả thực không nghĩ tới, thế mà còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, quả thực không có đem sư tỷ muội tình nghĩa để vào mắt. Sư phụ, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, ngươi như thế coi là thật làm gì a? À? Ninh Thiên Thiên nhỏ giọng lại nhảy lấy. Không cho phép tại trước mặt của ta đùa kiểu này. Lưu Ly mặt lạnh lấy quát lớn. Bởi vì vì tức giận nguyên nhân, trên người nàng có hàng khí trung chuyển ngẩng đầu nhìn về phía lạc khinh ngữ lưu ly con ngươi thư hoãn một số nói khẽ ngươi đồ lót để ở nơi đâu lạc khinh ngữ có chút thất thần sững sờ tại nguyên chỗ bên cạnh ninh thiên thiên chọc chọc cánh tay của nàng cái này mới lấy lại tinh thần kinh ngạc buồn bực sư phụ ngài hỏi cái này làm cái gì lưu ly mặc không đổi sắc vì sư mặc là tầm thường quần áo cũng không chống lạnh vừa rồi tức giận có chút tổn hại cần thay đổi lạc khinh ngữ chỉ phòng phương hướng tại phòng đằng sau cái kia tủ quần áo phía dưới tầng thứ ba trong ngăn kéo từng lưu ly ừ nhẹ một tiếng rất là lạnh nhạt đi vào, cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng dấu hiệu. Ninh Thiên Thiên theo ở phía sau cũng muốn đi vào, lại bị Lạc Kinh Ngữ cho kéo lại cánh tay, nàng quay đầu, buồn bực nói, đại sư tỷ, ngươi kéo ta làm cái gì? Lạc Kinh Ngữ sụ mặt, đối Ninh Thiên Thiên gây chuyện thị phi, dị thường bất mãn, quát khẽ, ngươi còn có mặt mũi cười. Đều là ngươi nhắm trúng phiền phức, vô duyên vô cớ nhất định phải trêu chọc không thoải mái, để sư phụ nổi giận mới tốt đúng không? Nàng vốn là đều đã chấp nhận Ninh Thiên Thiên nói loại sự tình này. Chỉ cần không đánh tại bên ngoài, cũng liền không đi xoắn xuýt có thể vừa rồi sư phụ mấy lời nói, len ken có lực, như là hồng chung đại lữ giống như tại trong óc của nàng nổ vang. Nàng chỉ cảm thấy mình cái này đại sư tỷ làm, phá lệ không xứng chức, có phụ sư mệnh. Ta làm cái gì đâu, nguyên lai like thì việc này. Ninh thiên thiên lơ đỉnh lật ra cái vũ mị kinh thường, nhỏ giọng nói thầm lấy, ta đây không phải sớm muốn tìm hiểu một chút sư phụ phòng tuyến cuối cùng sao. Bây giờ bị mắng, tâm lý dễ chịu rồi. Lạc kinh ngữ bất mãn mặt lạnh lấy. Có như thế trắng trợn nói lung tung sao? Còn kém đem tần lãng tên nói ra, còn tìm hiểu phòng tuyến cuối cùng ninh thiên thiên nhẹ hừ một tiếng nhỏ giọng nói thầm lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a à, đại sư tỷ ngươi có thế không thể không cần khẩn trương như vậy cũng chính là sư phụ vừa mới áo ngực đoán chừng bị hàng khí ăn mòn hỏng không có thời gian phản ứng ngươi bằng không chỉ là ngươi cái này một bộ lo lắng biểu lộ cũng làm người ta không thể không hoài nghi phòng tuyến cuối cùng nha cái đồ chơi này không phải liền là từng bước một đột phá hiện tại sư phụ không cho phép không có nghĩa là về sau cũng không cho phép a à. ban đầu ở sư môn thời điểm ta năm lần bảy lượt phải xuống núi, sư phụ đều không cho phép, về sau ta chạy mấy lần, nàng không phải cũng thì chấp nhận. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, sư phụ nàng coi như lại thế nào không vui, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Đương nhiên, muốn là đại sư tỷ ngươi không có ý tứ đối mặt sư phụ, cùng lắm thì chúng ta về sau không cho tần lãng cùng sư phụ gặp mặt chính là. Chỉ cần chúng ta không nói, sư phụ liền sẽ không hướng phương diện kia nghĩ, nàng thì sẽ không biết chân tướng sự tình. Cái này cũng không coi là lừa gạt a. À. Sư phụ nàng tại giải quyết rơi dịp thần về sau, khẳng định sẽ về sư môn, núi cao sư môn xa, chúng ta tại Giang Nam quận, còn không phải muốn làm sao làm loạn thì làm sao làm loạn. Chờ sư phụ lần sau xuống núi thời điểm, nói không chừng chúng ta đều có thể cho nàng thêm hai ba cái đồ tôn. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì làm loạn không làm loạn. Loại sự tình này đừng nhắc lại nữa. Lạc Kinh Ngữ tức giận trợn nhìn nhìn nàng liếc một chút, thu liễm khẩn trương biểu lộ, trầm xuống tính tình, theo vào phòng. Ninh Thiên Thiên ở phía sau nhìn lấy đại sư tỷ cái kia thước tha bóng lưng, tâm lý tràn đầy tự tin nở nụ cười. Đại sư tỷ lúc trước không phải cũng là mở miệng một tiếng từ chối. Hiện tại thế nào? Còn không phải bị nàng bắt lại. Sư phụ tối đa cũng thì so đại sư tỷ độ khó khăn một chút cao một chút, chỉ muốn tiêu phí thời gian, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đem thành công thuyết phục. Tiểu đạo thôi, nắm. Lòng tự tin đầy tràn ninh thiên thiên, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, đi vào phòng, đi vào phòng quần áo. Nhìn lấy rút đi y phục sư phụ cái kia linh lung tinh tế thân thể, nhìn không được mà tiến lên, đưa tay tại nơi bụng phủi đi một chút. Bành. Một chưởng vỗ ra. Ôi sư phụ là ta à ngươi lại đánh ta làm gì nha ninh thiên thiên té bay ra ngoài đâm vào một cái ngăn tủ lớn phía trên dính vài giây đồng hồ mới chậm chạp rơi xuống đau đưa tay không ngừng mà xoa ngực của mình nhịn không được phàn nàn lên sư phụ lần sau có thể hay không chuyển sang nơi khác ra tay ta đều sợ bị ngươi cho đánh nổ về sau sinh con đều không sửa ăn lưu ly không có phản ứng ninh thiên thiên đưa lưng về phía lạc khinh ngữ thản nhiên nói giúp vi sư đem phía sau bài khấu hệ một chút trở ngại dáng người ngạo nhân nàng đối hiện đại hóa áo ngực cũng không thế nào biết sử dụng không muốn lãng phí thời gian nàng, để đại đồ nhi giúp đỡ. Sư phụ, ta đến. Ninh Thiên Thiên hấp tấp từ dưới đất bò dậy, đi đến lưu ly trước mặt, chủ động đem áo ngực cấp độ cho trước sau đổi một chút. Tại bụng dưới trở lên, tim trở xuống, đầu tiên là đem bài khấu cho cài lên, sau đó lại đem chuyển tới đằng sau đi, sau cùng lại tổng thể đi lên lôi kéo, hoàng mỹ bao trùm ở lưu ly cái kia ngạo nhân lòng dạ. Nàng một bên giúp đỡ, một bên nhịn không được phàn nàng nói, sư phụ, ngài còn thúc giục đại sư tỷ tìm đối tượng đâu, Chính mình cũng không biết tìm một người cùng một chỗ sinh hoạt, suốt ngày tại sư môn cùng những cái kia hoa hoa thảo thảo làm bạn, nhiều tịch mịch a. À. Lại nói, ngài dáng người tốt như vậy, cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, cái kia không uổng công rồi. Vì sư sự, sự tình, cần phải ngươi xen vào việc của người khác. Lưu Ly bất mãn quát lớn. Ninh Thiên Thiên theo bản năng trừng lớn đôi mắt đẹp, với cùng dạng kinh ngạc lạc kinh ngữ bốn mắt đụng vào nhau. Không thích hợp. Trong này có chuyện. Trước kia nàng lấy loại này lấy cớ để qua loa tắc trách sư phụ thời điểm, sư phụ cuối cùng sẽ thờ ơ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái cho tới bây giờ đều sẽ không trả lời cái kia ánh mắt lạnh lùng dường như tìm đối tượng ba chữ xuất hiện tại trên người của nàng là đối với nàng làm mẩn. cái gì thời điểm biết cái này giống như phản bác sư phụ băng phách linh thể bạo phát có phải hay không biện pháp giải quyết rất nhiều a à? muốn thật là nếu như vậy lần sau gặp lại diệp thần ngươi trực tiếp phát nổ băng phách linh thể trực tiếp bắt hắn cho non bị chết tránh khỏi về sau gặp lại tên kia gặp liền đến ký ninh thiên, thiên nói bóng nói gió vẫn quất không bằng phẳng Hướng về phía trước huy vũ vài cái nắm đấm, muốn không phải ta không phải tên kia đối thủ, sớm bắt hắn cho độc chết. Lưu ly lạnh như băng lạnh giọng, băng phách linh thể vốn là đặc thù, một khi bạo phát, chỉ có một loại phương pháp có thể áp chế, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, nếu không phải lần này. Nhàn nhạt kể ra lưu ly, còn chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống, nhưng tại nhìn thấy ninh thiên thiên cùng lạc kinh ngữ cái kia biểu tình khiếp sợ lúc, ý thức được không đúng, nhất thời miếng môi lại, thanh âm im bạc mà dừng. Ninh Thiên Thiên lại không có ý định buông tha, mắt trong mang theo giảo hoặc nụ cười, u oán nhỏ giọng lầu bầu, sư phụ, ngài đây cũng quá khách khí, không trách trước kia tổng không chịu nói cho chúng ta tìm sư công sự tình, nguyên lai, ngày ngài sớm ở bên ngoài có cái thuần dương bá thể tình nhân A. Chương 602, không công bằng lưu ly. Bành. Lưu ly một chưởng vỗ ra, xen lẫn kình phong. Dù là không dùng lực, Ninh Thiên Thiên vẫn là bay ra ngoài thật xa, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nàng đau khuôn mặt kéo căng, vị quốc lớn tiếng ồn ào, sư phụ, có thể hay không đừng xác định vị trí đã kích a thật cho ngươi đánh nổ về sau con của ta em bé không có sữa ăn ngươi cho ăn a hả nói đến đây ninh thiên thiên dừng một chút nàng bỗng nhiên ý thức được sư phụ như trước kia không đồng dạng muốn lúc trước sư phụ đối nam đều không có hứng thú liền xem như dáng người cho dù tốt cũng không có khả năng cho ăn con ếch hiện tại nha có cái thuần dương bá thể sư công nói không chừng nàng oa oa về sau còn thật có thế tại sư phụ chỗ ấy ăn no kinh ngữ cho ta cầm nhánh dây đến lưu ly mặt lạnh lấy Ăn nói có ý tứ hướng về phía lạc kinh ngữ phân phó, đồng thời thay xong y phục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Sư môn tổ hướng nhánh dây xào thịt, Ninh Thiên Thiên hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Người sư phụ này rút cây roi, có thể cùng đại sư tỷ rút không giống nhau, phía trên bao trùm lấy hàng khí, trực tiếp phá phòng, rút ở trên người, đó là đau thấu tim gan. Ninh Thiên Thiên chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàng khí xông lên, cầu xin tha thứ giống như nhìn về phía lạc kinh ngữ, hết sức cầu khẩn, sư tỷ cứu ta a. À. Im miệng đi trước cùng sư phụ nhận cái sai, muốn là sư phụ không chịu tha thứ ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Là kinh ngữ viện cái tráng, một trận bất đắc dĩ. Nàng đối chính mình người tiểu sư muội này, là thật bất lực. Quá nghịch ngợm đảo đảng. Cũng không biết có phải hay không là gần nhất nàng quá dung túng nguyên nhân, thế mà ngay cả sư phụ cũng dám điều khản. Là ninh thiên thiên nhẹ nhàng, vẫn là nàng làm sư phụ sách bất động nhánh dây rồi. Ninh thiên thiên lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy, nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến cùng là kinh ngữ hai người, một trước một sau. Vừa không, liền nhỏ giọng lầu bầu lên, sư phụ. Im miệng. Lưu ly lạnh lùng thanh âm truyền ra, đều cho ta tại bên cạnh đứng đấy. Ninh thiên thiên cùng lạc kinh ngữ liếc nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là biết điều tiến vào phòng ngủ. Hai. Ninh thiên thiên vào cửa một sát, liền chú ý tới ngồi tại cạnh giường phía trên nhị sư tỷ nhưng lời nói đến bên miệng muốn từ bản thân vừa mới đắc tội sư phụ lập tức ngậm miệng lại giống như là nịp lên khóa kéo tại bên cạnh nhu thuận đứng thẳng như là một vị chờ đợi phê bình học sinh giống như thiền nhi ngươi ở chỗ này làm sao cũng không cùng vi sư nói một tiếng lưu ly nhìn lấy tóc rối bời một trương tinh xảo khuôn mặt ra phủ phát che đậy kính nhị đồ đệ nhất thời quan tâm nói chuyện gì xảy ra như vậy đau thương chính mình cái này nhị đồ đệ cái gì cũng tốt cũng là tâm lý có chuyện gì luôn luôn không nói ra giấu ở trong lòng còn đem tâm tình ký thác tại giết hại để người xa lạ cực kỳ e ngại nhưng làm sư phụ trong nội tâm nàng rõ ràng nhị đồ đệ tâm địa thuần lương chỉ là không tốt ngôn ngữ cũng chưa từng làm ác cho dù là sau khi xuống núi tại cái kia gọi kha lam địa phương thành lập một cái gọi ẩn sát tổ chức cũng một mực bảo trì lấy đồng bào vì những đồng bào sự công bằng giết đều là một số tội ác chồng chất đáng giết người sư phụ ở đây này có lời gì cùng sư phụ nói có thế giúp một tay sư phụ giúp ngươi lưu ly vương tay đặt tại hứa thiền trên đầu ôm nhu trấn an hứa thiền ngẩng đầu thật dài tóc mái dưới một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy bi thương tìm không thấy ta tìm không thấy sư phụ ta tìm không thấy hắn thanh âm của nàng càng ngày càng kích động, hướng tới bệnh tâm thần, có chút ma chinh. Nhiều ngày như vậy, nàng đi thiên hải thành phố, đi hoàng hậu quán ba, đi trước kia tầng lãng đi qua mỗi một chỗ, ngồi chờ không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng đều chưa từng thấy đến qua tầng lãng bóng người. Một lần đều chưa từng gặp qua. Nàng không biết đây là một loại dạng gì cảm giác, lần lượt hy vọng, lần lượt sụp đổ. Đến bây giờ, một người ở tại địa phương an tĩnh lúc, luôn luôn nhịn không được trong lòng đất mặt không oán tự buồn bã, tâm tình chập chờn phá lệ mãnh liệt, có lẽ chỉ là một trận mưa, liền có thể làm cho nàng có một loại rất bỉ khuất rất cảm giác bỉ khuất muốn muốn khóc lên đây là nàng trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm thụ lần đầu gặp phải đồng thời căn bản cũng không có người khi dễ qua nàng cũng không ai có thể để cho nàng thụ bỉ khuất có thể hết lần này tới lần khác cũng bởi vì tìm không thấy tần lãng không gặp được hắn trong nội tâm liền sẽ khủng hoảng không khỏi tim đập nhanh hắn là ai lưu ly hồ nghi đại mi nhíu chặt nàng nghe được một số không giống bình thường nhìn bộ dạng này cái kia hắn đem nàng thiền nhi khi dễ đầy đủ thảm chẳng lẽ lại lại là một cái như là diệp thần nhân vật như vậy có thể tại vũ lực thượng hí đồ nghịch nàng đồ nhi đến mức để từ trước đến nay không chịu thua hứa thiền sinh ra loại này bệnh tâm thần tâm tình hắn là hắn gọi ta không nói cho ngươi hứa thiền há to miệng cuối cùng đều cũng không nói ra miệng nàng lòng tựa như gương sáng biết tiểu sư đệ chết cùng tần lãng có quan hệ thật vất vả đem sư phụ lửa giận chuyển dời đến diệp thần trên thân để diệp thần mang tiếng oan diệp thần còn chưa có chết còn có đối chứng nàng sẽ không ở thời điểm này đem tần lãng thân phận nói ra đừng sợ, vi sư biết tâm ý của ngươi, đơn giản là quan tâm vi sư thân thể, còn không có đã nói với ngươi, băng phách linh thể bạo phát vấn đề, vi sư đã giải quyết. Lưu ly tâm lý ấm áp, vuốt vuốt hứa thiền đầu, cười khổ nói, đều lớn như vậy, tóc còn rối bời, vốn là xinh đẹp mắt, dạng này ngược lại để người khác nhìn không ra ngoài. Không phải. Sư phụ, ngươi hiểu lầm. Ta gần nhất đem băng phách linh thể sự tình quên mất. Hứa thiền ngay thẳng phát biểu. Ta cùng người kia không có thù. Không muốn giết hắn. Chỉ muốn gặp hắn một lần lưu ly cười một tiếng vậy ta thiền nhi muốn gặp người kia là nam hay là nữ chẳng lẽ lại thiền nhi là có người thích rồi hứa thiền lắc đầu cúi đầu thanh âm trầm thấp không phải ta không có sư phụ ngươi nói vậy sau đó hứa thiền liền không nói một lời cúi đầu mặc kệ lưu ly làm sao hỏi thăm đều là không lên tiếng cái này khiến lưu ly cũng không có cách nào đi bức bách chỉ có thể nhìn hướng hai vị tại bên cạnh nhu thuận đứng đấy một lớn một nhỏ hai đồ nhi thiền nhi bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi ai biết nói cho ta một chút Ninh Thiên Thiên nhanh chóng giơ tay lên, Lưu Ly ừ nhẹ một tiếng, vuốt cầm nói, nói cho ta nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quan tâm đồ đệ, là sư phụ nên tận trách nhiệm. Huống chi, vẫn là hứa thiền cái này một vị từ trước đến nay không phiền phức nàng nhị đồ đệ. Ninh Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, nắm tay đặt ở bên miệng, nổi lên một lát, bắt chước hứa thiền nói chuyện hình thức, một câu ba bữa chậm rãi nói. Sư phụ, ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi. Bành, Lưu Ly một chưởng vỗ ra. Ninh Thiên Thiên qua một tiếng té bay ra ngoài, Ba chạm ở trên vách tường, giống như là một cái thằng lằn một dạng, dính ở phía trên ba bốn giây, mới chậm rãi trượt. Nàng đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ngửa cái đầu, lại là tim đau lại là ủy khuất, gào khóc, điệt khuất phàn nàng lên, ô ô ô. Không công bằng a. Sư phụ ngươi không công bằng a. Dựa vào cái gì nhị sư tỷ nói như vậy, ngươi chẳng những không tức giận, còn mò đầu của nàng, ta học nàng nói chuyện, ngươi thì động thủ đánh ta. Chương 603, lãnh ngạo lưu ly. Trong lòng ngươi có oán niệm, lưu ly chậm rãi đi đến ninh thiên thiên trước mặt lạnh giọng chất vấn ninh thiên thiên không chỗ ở gật đầu ta có oán khí rất tức giận đặc biệt đừng nóng giận dựa vào cái gì nhị sư tỷ theo ngươi cưỡng lấy đến ngươi không đánh nàng ta thì nói thêm vài câu lời nói ngươi năm lần bảy lượt đánh ta ngươi chính là không công bằng lưu ly sắc mặt bình tĩnh không thể nghi ngờ lạnh giọng vì sư chính là không công bằng cũng không phải ngươi có thể mở miệng trêu chọc không coi bề trên ra gì nàng đưa tay lại muốn xuất thủ lần nữa ninh thiên thiên cành lấy cổ tại lưu ly tay cầm sắp rơi xuống lúc nhất thời ở giữa mềm nhũng vội vàng theo trên mặt đất bò lên vọt tới lưu ly trong ngực tới một cái đối sóng cắt gao ông nàng sư phụ thiên thiên biết sai nha ngươi một chút đều không không công bằng ngươi không phải liền là muốn biết nhị sư tỷ vì cái gì không cao hứng sao ta nói cho ngươi vẫn không được sao trong nội tâm nàng u oán cực kỳ phá lệ khó chịu nhưng nàng ninh thiên thiên là ai cơ trí như nàng tuyệt không có khả năng ở thời điểm này lại đi ngỗ nghịch sư phụ tôn nghiêm lão hổ cái mông mò không được a à? trừ phi nàng tự tìm đường chết nhận sợ thì nhận sợ thôi, tại sư môn thời điểm, nàng tại sư phụ trước mặt, từ nhỏ sợ đến lớn, sớm đã thành thói quen. Nhưng hôm nay thù này, nàng đã cái dưới đáy lòng. Là, sư phụ là đem nàng nuôi lớn, đợi nàng có dưỡng dục, có truyện đạo thụ nghiệp chi ân tình. Nhưng, thù này, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nàng không phải sư phụ đối thủ, cũng không có khả năng đối sư phụ sử xuất cái gì ngỗ nghịch hạ lưu thủ đoạn. Nhưng không có nghĩa là nàng ninh thiên thiên thì không có cách nào báo thù. Về sau, chờ sau này nàng cùng tần lãng tại cùng một chỗ, nhất định sẽ giật dây tầng lãng, đi tìm kiếm nghĩ cách giày vò cái kia người mang thuần dương bá thể gia hỏa. Hừ, nàng không đối phó được sư phụ, tầng lãng còn không đối phó được sư công rồi. Nàng chính là muốn để tầng lãng đi khi dễ sư công, để sư phụ đau lòng. Đồ đệ mưu hại sư phụ, đó là đại nghịch bất đạo. Nhưng đồ đệ trượng phu đánh sư phụ trượng phu, rất hợp lý a. À? Hai người lại không biết, vì sao đánh không được. Ninh Thiên Thiên trong lòng suy nghĩ nghĩ đến, nhất thời cảm giác tức giận tiêu tán hơn phân nữa. Nói, Lưu Ly đem trong ngực Ninh Thiên Thiên cho chấn ra ngoài, sắc mặt không thay đổi, duy trì sư phụ uy nghiêm. Ninh Thiên Thiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Lưu Ly tim nhìn đằng trước trong chốc lát, bị sự đã kích không nhỏ, chậm chỉ chốc lát, mới không nhanh không chậm mở miệng nói, nhị sư tỷ cũng là quen biết một người nam nhân, đối với hắn có hảo cảm còn không tự biết, mới lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đây là chuyện tốt. Lưu Ly quay đầu, nhìn thoáng qua Hứa Thiền, ôm nhu nói: "Thiền Nhi, vi sư một mực lo lắng ngươi chung thân đại sự, ngươi đánh nhỏ thì không thích cùng người nói chuyện với nhau, vi sư mặc dù trên miệng không nói, nhưng một mực sầu lo lấy ngươi cuộc sống sau này, hiện tại ngươi có ưa thích người, nên truy cầu mới là, có gì có thể sầu lo. Hứa Thiền ngẩng đầu, sâu kính ánh mắt để mắt tới Ninh Thiên Thiên. Ninh Thiên Thiên chỉ cảm thấy giống như là bị một cái đói bụng ba ngày hung thú theo dõi đồng dạng, một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cục lẻn đến đỉnh đầu, nhịn không được giật cả mình, vội vàng tiếp tục nói, sư phụ, ngươi đừng có gấp a, à, ta cái này lời còn chưa nói hết đây. Nhị sư tỷ tuy nói đối người kia ôm lòng hảo cảm, thế nhưng người là có bạn gái. Lưu Ly gật đầu, xem như minh bạch đại khái vẫn là nhị đồ đệ qua không được tâm lý cửa này nàng đi đến bên giường ngồi xuống vỗ nhẹ hứa thiền phía sau lưng trấn an nói chúng ta một mạch làm việc từ trước đến nay không để ý lễ nghi phức tạp nếu là ngươi ưa thích nam tử kia tuy cầu chính là không cần có gánh nặng trong lòng vi sư ủng hộ ngươi hứa thiền ngẩng đầu tóc mái hạ đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ninh thiên thiên thỉnh thoảng nhìn về phía sư phụ cuối cùng một câu không nói lại cúi đầu xuống trầm mặc ít nói lưu ly không hiểu cao mày nhìn qua ninh thiên thiên hồ nghi nói chuyện này là sao nữa ai Ninh Thiên Thiên thở dài, hướng dẫn từng bước chậm rãi mở miệng, sự tình muốn là đơn giản như vậy liền dễ làm, người kia yêu tha thiết bạn gái của hắn, cho dù đối nhị sư tỷ cũng có hảo cảm, nhưng cũng không nguyện ý làm ra vứt bỏ người yêu sự tình, cho dù là nhị sư tỷ lấy mệnh bức bách, người kia cũng giống như nhau lựa chọn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể một mực tránh né lấy nhị sư tỷ, không muốn gặp lại. Ninh Thiên Thiên thanh âm biến đến xa xút. Lường Hứa Thiền liếc một chút, sâu kính thở dài, lại dời đi ánh mắt, dao động cái đầu, tự hồ là đang đối Hứa Thiền kinh lịch phát ra thổn thức cảm thán. Lưu Ly hồ nghi nhìn về phía Lạc Kinh Ngữ, có việc này. Lạc Kinh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, từ một tiếng. Nàng không dám nói nhiều, nói càng nhiều, càng dễ dàng lộ tẩy. Sư phụ hoài nghi, đó là không biết toàn cảnh. Mà đứng tại Ninh Thiên Thiên giống nhau góc độ, nàng chỗ nào còn nghe không hiểu tiểu sư muội lời trong lời ngoài ý tứ. Cái kia để hứa thiền hồn khiên mộng nhiễu nam nhân không phải liền là Tần Lãng. Mà Tần Lãng không nguyện ý dứt bỏ bạn gái, không phải là thân là vị hôn thê nàng. Ninh Thiên Thiên chi tâm, người qua đường đều biết. Cái này cả gan làm loạn tiểu sư muội, là đặt bẫy để sư phụ chui vào bên trong đâu. Nhị sư tỷ, ngươi thì không cần thiết thương tâm, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta một mạch làm việc, tuy nói không để ý lễ nghi phức tạp, nhưng nam tử kia đều đã tuyên bố sẽ không chia tay, ngươi lại thế nào chấp mê bất ngộ, kết quả là cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng a. Ninh Thiên Thiên thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ rũ xuống cái đầu, đừng nói ngươi không tiếp thụ được, liền xem như sư phụ cũng không có khả năng để ngươi cùng khác nữ tử, cộng đồng hầu hạ một người nam tử. Ở phía sau miếng môi lạc kinh ngữ, tâm lý khiếp sợ không thôi lòng lan dạ thú nha tiểu sư muội đây là cho sư phụ đặt bẫy còn chưa đủ thậm chí còn đem sư phụ hướng trong hầm mang bắt đầu hạ mảnh dược lưu ly gặp hứa thiền một bộ mặt của mày cho bộ dáng trong nội tâm tại đoán cũng không có trước tiên đi trả lời trầm ngâm một lát nàng đem trong lòng lo lắng bỏ đi bình tĩnh nói thiền nhi nếu là ngươi ưa thích liền theo đuổi vi sư sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất mãn gì nói không ngại đó là giả ninh thiên thiên lúc trước nói có mấy cái tên nữ tử cộng đồng cùng một người nam nhân hoang hảo nàng không thèm để ý đó là bởi vì sự tình không có phát sinh ở trên người mình. Không tại đồ đệ mình trên thân. Nàng phí hết tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, lại như thế nào có thế hạ mình, đi cùng khác nữ tử một đạo gã cho một người. Như gặp phải tình huống này chính là Ninh Thiên Thiên, nàng đưa tay chính là một chưởng vỗ đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại khổ chủ là hứa thiền. Lưu Ly không chỉ một lần hoài nghi, chính mình vị này nhị đồ đệ khả năng đời này đều sẽ không thích phía trên nam nhân. Não tử thẳng thắng, rất trục, nhận lý lẽ cứng nhắc. Thật vất vả gặp phải một cái, nếu là nàng lại ngăn cản, sợ là đời này đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cá vào tay gấu, không thể đều chiếm được. Lưu Ly chỉ có thể từ bỏ trong lòng mình chấp nhất. Hứa Thiền ngẩng đầu, từ một tiếng, lại tràn đầy đắng chát mở miệng. Thế nhưng là, ta tìm không thấy hắn. Hắn là tại trốn tránh ta sao? Lưu Ly lắc đầu, trích dẫn một bản kiệt tắc bên trong câu nói, tạm thời phân biệt là vì tương lai tốt hơn trùng phùng, không cần sầu lo. Nhưng, Thiền Nhi, vi sư phải nói cho ngươi chính là, chúng ta một mạch, từ trước đến nay không kém ai, liền là thích một người nam nhân, cũng không cần hèn mọn, muốn đem chính mình bày ở cùng hắn cùng một mức độ phía trên, hiểu không? Chương 604, mời Tần Lãng chung ngủ. Từ trước đến nay lạnh lùng ít nói lưu ly, ở thời điểm này, bắt đầu chậm rãi mà nói. Việc quan hệ đồ nhi chung thân đại sự, nàng không thể không cẩn thận cẩn thận. Nàng cũng không biết mình nhị đồ đệ tại gặp phải cảm tình phương diện sự tình, sẽ là như thế nào một cái tâm tính. Bất quá, chiếu vào tình huống trước mắt đến xem, tự hồ nàng đối nam tử kia cực kỳ coi trọng, có vắng vẻ chính mình, coi kinh chính mình xu hướng nàng không có cách nào ngồi nhìn mặt kệ, trích dẫn kinh điển, bắt đầu đối nhị đồ đệ triển khai một loạt dạy bảo. Đơn giản là chúng ta một mạch nữ tử, không cậy tài kinh người, không khi nhục nam tử, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị nam tử khi nhục, càng không thể đem chính mình xem vì người khác phụ thuộc phẩm. Coi như muốn gặp phải tranh chấp, cũng muốn lấy lý phục nhân, không khuất phục cư bàn môn tà đạo. Trong rã mấy giờ, Lưu Ly chưa bao giờ tình cảm kinh lịch cấp độ xuất phát, dạy bảo hứa thiền thế nào đi kinh doanh tốt trận này cảm tình. Dần dần, mặt trời chiều ngã về tây. Lưu Ly nhìn thoáng qua ngoài cửa ráng chiều, bưng lạc kinh ngữ đưa tới nước trà nhấp một miếng thản nhiên nói có rảnh rỗi mang vi sư nhìn một chút nam tử kia vi sư giúp ngươi kiểm định một chút hứa thiền ngẩng đầu điểm một cái từ một tiếng có thể nhưng không cần thiết lưu ly cười khổ thôi đã ngươi không nguyện ý vi sư cũng không bắt buộc thời điểm không còn sớm ta cũng cần phải trở về sư phụ ngài đều tới không lưu lại đến nghỉ ngơi cho dù là cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng là tốt đó a à, xuống núi thời gian dài như vậy thầy trò chúng ta mấy người đều chưa từng tốt tốt ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Lạc kinh ngữ không thôi nỉ non. Lưu Ly vỗ vỗ bờ vai của nàng, lắc đầu cự tuyệt, trong lòng các ngươi có sư phụ, cái này như vậy đủ rồi. Nàng rời đi thời gian dài như vậy, tần lãng gia hỏa này cũng không biết có thể hay không mang tiểu hài tử. Vạn nhất nhíp nhíp khóc nháo muốn tìm nàng làm sao bây giờ? Ba ngày, nàng còn có thể tin tưởng tần lãng năng lực, nhưng đến buổi tối, nhíp nhíp khẳng định sẽ nháo đằng. Căng dặn một phen về sau, trước khi đi, Lưu Ly quay đầu nhìn về phía hứa thiền, nghiêm mặt lại nghiêm túc nói, thiền nhi, nhớ kỹ vi sư một câu, vĩnh viễn không thể khuất phục tại nam tử dâm uy. Đi ra khỏi phòng thời điểm, trời chiều còn treo ở chân trời, có thể chờ đánh lấy taxi đuổi tới chỗ ở lúc, bầu trời đêm đều đã sao lốn đốn đầy trời. Đẩy cửa vào, một cổ mùi thơm của thức ăn, đập vào mặt. Tần lãng nghe đến động tĩnh của cửa, bất động thanh sắc đem nhíp nhíp trong tay ngân linh cho nhận được hệ thống không gian. Thò đầu ra, nhìn về phía cửa, Hiếu Kỳ nói, đi nơi nào, làm sao muộn như vậy mới trở về a? À? Có chút việc, hiện tại đã xử lý tốt. Lưu Ly nắm lấy trong tay một số tiền lẻ, thu hồi ống tay áo, nhưng không được phàn nàn nói, Thiên Du thành phố taxi làm sao mắc như vậy a. À? Vừa đi vừa về hai chuyến, thế mà hao tốn gần 500 khối. Bị hố a. À? Vừa đi vừa về 500 khối, đều có thể theo Thiên Du thành phố đông đầu chạy đến phía tây đi. Tần Lãng kinh ngạc vô ý thức cảm thấy không có khả năng. Theo phía đông đến bây giờ, vừa đi vừa về cần phải gần 500 khối. Lưu ly tâm lý tự định giá một chút, nếu như muốn tính như vậy, cái kia đại khái vẫn là không có bị hố. Thở dài, đối với như thế một số lớn chi tiêu, nàng phá lệ thịt đau muốn không phải vận dụng khí huyết chi lực đi đường sẽ tạo thành linh thể trung chuyển nói cái gì nàng cũng sẽ không phí tổn lớn như vậy giá tiền đi lấy cái kia đắt đỏ taxi nhìn thấy lưu ly trở về ngồi trên ghế nhíp nhíp nhu thuận từ trên ghế nhảy xuống tới chạy tới phòng tắm chờ trở về thời điểm cầm trong tay một cái còn tản ra nhiệt khí khăn mặt hoạt động lấy hai đầu tiểu chân chạy đến lưu ly trước mặt đệm lên mũi chân đem khăn nóng dơ lên thanh tú động lòng người sư phụ xoa tay nhíp nhíp thật ngoan lưu ly tiếp nhận khăn mặt tâm lý cảm khái không thôi cùng ninh thiên thiên so sánh nhíp nhíp quả thực cũng là một cái tiểu thiên sứ. Quá hiểu chuyện. Quá biết điều. Nàng xem thấy trên bàn cơm rực rỡ muôn màu thức ăn, cúi đầu nhìn lấy nhíp nhíp, kinh ngạc nói, những thứ này, sẽ không phải đều là ngươi làm a? À. Nhíp dùng sức lắc đầu, không phải đâu, đại ca ca nói, tiểu hài tự lúc ăn cơm, ngồi trên ghế chờ lấy ăn cơm là được rồi, không cho phép vào nhà bếp, sẽ bị lóe ra tới dầu nóng đến, đây đều là đại ca ca một người tại trong phòng bếp làm đây này. Tần lãng mắt còn sững sờ ở nơi đó làm gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ, cái bụng đều nhanh muốn đói dẹp bụng từng lưu ly gật đầu kéo ra một cái ghế ngồi ở tầng lãng bên cạnh mà nhíp nhíp ngoài dự liệu không có leo đến lưu ly trong ngực ngồi xuống mà chính là chạy tới tầng lãng bên cạnh bị hắn ôm vào trong lòng đại ca ca ta muốn ăn cái kia nhíp nhíp duỗi ra thịt thịt tay nhỏ chỉ ùng ụt thịt món ăn uống thanh uống khí mở miệng tốt cho ngươi kẹt. tầng lãng cưng chiều hướng nhíp nhíp cấp thức ăn bỏ vào chén lưu ly nhìn lấy tình cảnh này tâm lý vô cùng ấm áp vừa vào trong nhà thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tần lãng thay nàng đem đồ ăn làm xong nhíp nhíp lại là chủ động cho nàng lấy ra khăn nóng phía ngoài lạnh lẽo đều bị cổ này ấm áp cho xua tán đi có thể ấm áp về ấm áp liền rời đi một cái buổi chiều nhíp nhíp có thế cùng tần lãng biến đến như thế thân mật vẫn là để nàng có chút ngoài ý muốn nàng hồ nghi nhìn về phía tần lãng lệch ra cái đầu biết qua tại cuối đầu ăn cơm nhíp nhíp giống đang dùng sóng điện não giao lưu đến cùng xảy ra chuyện gì tần lãng cười cười bình tĩnh nói trở về thời điểm nhíp nhíp ngủ cái ngủ trưa đợi nàng tỉnh về sau ta gặp ngươi còn chưa có trở lại, liền mang theo nàng đi vườn bách thú chơi một cái buổi chiều. Sư hổ, vườn bách thú có tiểu hung hứa, đại não búa, đại tây mấy cái. Nhíp nhíp trong miệng tràn đầy thực vật, nói chuyện đều không phải là rõ ràng như thế, bẹp trong chốc lát, đem thịt nuốt xuống về sau, ngập nước trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, sư phụ, vườn bách thú thật tốt chơi, đại ca ca người cũng thật tốt. Tiểu cô nương đầu tựa ở tầng lãng trong ngực, trên mặt mang không buồn không lo nụ cười. Nhíp nhíp vui vẻ là được rồi. Lưu ly không còn băng lãnh dung nhan, khắp khuôn mặt là cưng chiều mỉm cười, cảm kích nhìn tần lãng liếc một chút ôm nhu nỉ non cảm ơn thời gian rảnh ba người kết bạn tại trong cư xá tản bộ tần lãng cùng lưu ly bồi tiếp nhíp nhíp tại người lớn tuổi trung tâm hoạt động chơi trong chốc lát máy tập thể hình về sau mới về nhà rửa mặt nhíp nhíp tuy nói ngủ cái ngủ trưa nhưng dù sao vẫn còn con nít dựa vào ở trên ghế salon lo nhìn không bao lâu phim hoạt hình bối rối đánh tới liền chui vào lưu ly trong ngực ý thức không phải như vậy rõ ràng la hét buồn ngủ lưu ly khép lại sách vở buông ra ngồi ở bên cạnh tần lãng tay cầm dùng ngón tay chỉ trong ngực nhíp nhíp nhẹ giọng nói ta mang nhíp nhíp đi ngủ tần lãng cúi đầu chơi điện thoại di động từ một tiếng không ngẩng đầu lưu ly gương mặt có chút nóng lên đứng dậy tại đi hướng phòng ngủ trước đưa lưng về phía tần lãng nhỏ giọng nhắc nhở ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi ta sợ đợi chút nữa linh thể sẽ động lay động nhíp nhíp ngủ được không an ổn chương sáu trăm năm cả gan làm loạn khuỷu tay cùng ta vào nhà tần lãng đưa điện thoại di động để qua một bên đứng dậy tiến vào phòng ngủ Chờ Luli ôm lấy Nhíp Nhíp lúc tiến vào, gia hỏa này đã nghiêng người nằm trên mặt đất trải lên. Chăn mình sốc lên, Tần Lãng một cái tay nâng cầm lên, một cái tay vỗ vỗ trống trống chăn đệm nằm dưới đất, ánh mắt nhìn đứng tại cửa ra vào có chút ngây người Luli, nhìn không được thúc giục nói, làm nhanh điểm. Luli cúi đầu, giữ im lặng nằm xong, tựa ở Tần Lãng trong ngực, đem Nhíp Nhíp đè ép tay nhỏ theo dưới thân đem ra, đổi cái tư thế thoải mái. Tần Lãng từ phía sau lưng kéo đi lên, trầm ngâm một lát, đề nghị nói, ta cảm thấy đi, Nhíp nhiếp sợ lạnh ngươi để cho nàng đợi tại hai ta trung gian, ta thuần dương bá thể có thể tốt hơn khu trừ ngươi thể chất bạo phát mang tới hàng khí. Buổi tối đó, Tần Lãng còn có một ít chuyện muốn đi làm. Dự định chủ động tiến công. Vì để tránh cho Lưu Ly lấy nhiếp nhiếp vì lấy cớ, đến lúc đó để cho hai người tách ra, trung gian ngăn cách một cái vướng víu, hắn không thể không chủ động mở miệng, lấy lui làm tiếng. Không cần, cứ như vậy đi, nhiếp nhiếp khẳng định sẽ không quen. Lưu Ly lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Nàng cũng cảm thấy Tần Lãng đề nghị là tốt, đồng thời nhiếp nhiếp đại thái dẫn cũng sẽ không bài xích nhưng vừa nghĩ tới hai người đối mặt mặt cái chủng loại kia hình ảnh nàng thì cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên tình huống như vậy cùng ôm nhau ngủ khác nhau ở chỗ nào nàng vô pháp tiếp nhận lúc ngủ nhìn chằm chằm tầng lãng khuôn mặt lo lắng cho mình sẽ tâm tình không ổn định được thôi vậy ta tận lực dán gần một chút dễ dàng hơn dương khí lan truyền tầng lãng nói thầm một câu từ phía sau lưng kéo đi lên thời gian trôi qua từng phút từng giây nằm tại lưu ly trong ngực nhíp nhíp bẹp lấy miệng nhỏ lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì phấn điêu ngọc rắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lưu Ly cúi đầu, nhìn lấy trong ngực nhỏ nhất đồ đệ, trên mặt cũng đầy là cưng chiều ấm áp biểu lộ. Có thể, ngay lúc này, tại sao lưng nàng Tần Lãng có không giống bình thường động tĩnh, biến đến có chút chân tay lóng ngóng, cũng không có lúc trước như vậy cứng nhắc. Lưu Ly mi đầu chỉ một thoáng thì nhào lên, nàng cảm giác được Tần Lãng tay tại nàng phía sau không có thả một hồi, liền bắt đầu hướng xuống lan tràn. Nhưng, nàng cũng không có kịp thời mở miệng ngăn cản, đại mi càng nhào càng chặt, có chút đoán không được Tần Lãng là có ý gì. Nói không chừng, dạng này có thể tốt hơn lan truyền thuần dương chi khí áp chế hàng khí chỗ này rất lạnh lạnh ta cho ngươi ấm áp tần lãng cười chững chặt đàng hoàng đưa tay đặt ở lưu ly cái kia rất nhuận trên mông thỉnh thoảng ở bên trái họa cái rồng thỉnh thoảng ở bên phải họa một đạo cầu vồng. lưu ly theo bản năng toàn thân kéo căng có chút không biết làm sao đến nàng cảnh giới này đối với điều động tự thân khí huyết chi lực đã điều khiển như cánh tay trên thân thể có cái gì dị thường đều có thể kịp thời khắc chế không làm ra phản ứng mà bây giờ không biết chuyện gì xảy ra nương theo lấy tầng lãng tay tại vú của nàng vẽ tranh lưu ly cảm giác mình khí huyết chi lực chỉ một thoáng dân trào lên lưu động gia tốc liền thân thể của mình lực lượng cũng không có cách nào chỉ huy rất giỏi thân thể có hơi hơi run rẩy ngươi đang làm cái gì lưu ly trầm giọng có chút không thích ngậm miệng thanh âm rất nhẹ lo lắng đem trong ngực nhíp nhíp đánh thức tần lãng cười ha hả trên người ngươi hàng khí lại tăng lên đến kềm chế a bằng không sẽ đem nhíp nhíp cho đông lạnh tỉnh lưu ly không quay đầu lại uốn éo người có chút kháng cự có thể tần lãng lúc này giống như là triệt để đã mất đi thịnh tình thương biến thành cốt thép sắt thẳng nam căn bản thì không có đi bận tâm lưu ly bản thân cảm thụ cho dù có thế phát giác lưu ly không thích cũng không có dừng tay ý tứ thậm chí kỳ thủ trưởng càng lớn mật không quy củ tại đem thiếp thân áo lót cho chống lên một cái đường công thời điểm lưu ly chung quy là ẩn nhịn không được mở miệng nhẹ giọng quát lớn đem tay của ngươi lấy ra tần lãng ồ một tiếng có chút hào hứng trả rời đưa bàn tay cho dời đi ngoan ngoãn dáng tại cái hông của mình không lại làm loạn hắn chẳng hề nói một câu yên lặng lui ra một số, cùng lưu ly ở giữa, duy trì một cái đối lập khoảng cách an toàn. Trong phòng ngủ tĩnh mịch xuống dưới, chỉ có cái kia đồng hồ báo thức kim đồng hồ chuyển động thanh âm, thứ nhất tỉnh mà thôi. Lưu ly bộ dạng phục tùng, nhìn lấy trong ngực nhíp nhíp, nằm nghiêng ở nơi đó, trong nội tâm cũng có chút cảm giác khó chịu. Nàng chỉ là không thích tần lãng tay cầm khắp nơi loạn đụng, cũng không phải là không cho hắn đến gần ý tứ. Nhưng bây giờ, bị nàng cái kia hống một tiếng, tần lãng giống là sinh khí đồng dạng, toàn thân cùng với nàng không có một lát tiếp xúc. Cái này khiến Lưu Ly trong lòng, có chút cảm thụ không được tốt cho lắm luôn cảm thấy giống là mình làm sai chuyện gì nhắm trúng tần lãng tức giận có thể lúc này lời nói đều nói ra ngoài cũng không thể lại mở miệng để tần lãng đưa bàn tay cho thả trở lại a à. cái kia nàng về sau còn mặt mũi nào lại đi cùng tần lãng đối thoại tâm tư hỗn loạn lưu ly trên người hàng khí dần dần có rung chuyển xu thế trong mắt nàng có ánh sáng lưu chuyển không tự giác ở giữa hàng khí tràn lan tốc độ tăng tốc bị kéo nhíp nhíp nhịn không được nhăn nhó phát ra nói mới nỉ non lạnh nhiếp nhíp lạnh ngủ không Lưu Ly nhẹ giọng, không lại bình tĩnh như vậy. Tần Lãng có chút không thích, còn không có. Băng phách linh thể lại rung chuyển, ngươi có thể dựa vào gần một chút sao? Lưu Ly ra vẻ trấn định, ở trong lòng tự an ủi mình. Là băng phách linh thể bạo phát, nhíp nhíp hô lạnh, nàng mới không được đã mở miệng, cũng không phải là những nguyên nhân gì khác. Muốn là Tần Lãng tay lại loạn đụng sờ loạn, nàng vẫn là sẽ không cao hứng. Từng. Tần Lãng cứng nhắc từ một tiếng, lại kéo đi lên, chỉ là lần này, tay của hắn vẫn là yên ổn đặt ở cái hông của mình, cũng không có muốn ôm lên đi ý tứ trong ngực nhíp nhíp trong miệng nói mớ âm thanh tội nghiệp lưu ly giống như là nhìn không được trở tay nắm lấy tầng lãng tay đặt ở cái hông của mình ôm nhu dặn dò có thể lại tới gần một số thật ngươi không tức giận tầng lãng trong thanh âm mang theo kinh hỉ tay cầm đặt ở lưu ly bằng phẳng trên bụng lưu ly lắc đầu nhẹ giọng trả lời tay của ngươi đừng ở phía sau ném loạn ta không quá ưa thích loại kia cảm giác trầm ngâm một lát nàng lại chậm rãi nói ta cảm giác buổi tối hôm nay ngươi có chút không đúng lắm chân tay lóng ngóng chuyện gì xảy ra tầng lãng tay cũng không có cứng nhắc đặt ở hắn trên bụng, mà chính là có hướng về phía trên du tẩu xu thế. Đầu hắn cúi tại lưu ly trên bờ vai, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, cũng cảm giác theo ngươi ngủ ở cùng một chỗ, không cầm được sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ muốn theo ngươi thân mật hơn một số, cảm giác nói không ra lời, cũng khống chế không nổi. Đang khi nói chuyện, tần lãng tay cầm, tại lấy từng chữ một cm tốc độ, đang lên cao lấy. Lưu ly ngay từ đầu nghe, còn có một loại không nói ra được tình cảm ở trong lòng, có thể theo tần lãng tay, dần dần đi vào vốn nên là xương sườn vị trí lúc thì lại cảm thấy không thích hợp nàng muốn mở miệng quát lớn thế mà nhớ tới vừa rồi hậu quả lại nhịn được chỉ hy vọng tần lãng có thể tự giác dừng lại động tác không muốn lại tiếp tục được một tất lại muốn tiến một thước chương 606, lãng tử e đùa rời nhà trốn đi lý tưởng rất sung mãn hiện thực lại mảnh mai luôn luôn tâm tư nhảy bén tần lãng tại lúc này hồn nhiên không để ý tới lưu ly những cái kia tiểu tâm tư từng bước từng bước thăm dò phòng tuyến cuối cùng không để ý thì che lại ánh mắt còn cố ý chọc chọc tay của ngươi tại sao lại tại loạn đụng lưu ly lồng ngực chập trùng không chừng cũng nhịn không được nữa, mở miệng quát khẽ. Nhưng lúc này đây, Tần Lãng cũng không có lập tức thu về bàn tay, mà chính là duy trì một cái tay bất động, trên tay kia trước, xe nhẹ đường quen đem trắng sấn cúc áo cởi ra, nhìn qua nàng cái kia màu trắng tinh áo ngực, cho mày lớn tiếng nói, y phục này là chuyện gì xảy ra? Ta mua cho ngươi những cái kia bên trong căn bản cũng không có món này. Lưu Ly không thích, mặc như phủ băng, ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì, đánh thức nhíp nhíp làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng tức giận. Rõ ràng là Tần Lãng tại làm sằng làm bậy, một lần một lần được một tất lại muốn tiếng một thước, nàng còn chưa kịp làm khó dễ, ngược lại là Tần Lãng chính mình tức giận. Tần Lãng mặt âm trầm, đưa bàn tay thu hồi lại, cười lạnh một tiếng, "Tốt, không cho ta loạn đụng, vậy ta không loạn đụng còn không được sao?" Hắn chỉ màu trắng áo ngực, trầm giọng chất vấn, "Ta hiện tại hỏi ngươi, y phục này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đi ra ngoài một chuyến, liền bên trong y phục đều đổi, ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích chuyện này thì gây khó dễ. Ta muốn hướng ngươi giải thích cái gì?" Lưu Ly nhíu lại đại mi, ngồi thẳng người bốn mắt đụng vào nhau, trong mắt đẹp, có lửa giận đang nhảy nhót, ngược lại là ngươi, hết lần này đến lần khác không quy củ, làm như ta không dám giết ngươi hay sao? A. À. Tần Lãng cười, âm trầm không chừng cúi đầu, hừ một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Ly ánh mắt, biểu hiện trên mặt phá lệ khó chịu, cười nhạo. Bi thương. Hiu quản. Tự dễu. Lưu Ly chưa từng có tại Tần Lãng trên mặt gặp qua như vậy phức tạp biểu lộ, thậm chí, nàng thấy được Tần Lãng mí mắt có chút phát hồng ta còn coi mình là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân, may mắn đạt được ngươi dạng này mỹ nhân tuyệt sắc ưu ái, có thể cùng sinh tử, có thể chung gối ngủ. Nguyên lai đây hết thảy, đều là chính ta phán đoán, chê cười, ta chính mình là chuyện tiếu lâm. Thiệt thòi ta còn cảm giác đến chúng ta quan hệ đã đến, có thể thích hợp thân mật một chút. Tại ngươi về trước khi đến, trong lòng ta vô số lần giải dụa, trong lòng suy nghĩ, coi như ngươi sẽ cự tuyệt, cũng muốn mặt dày mày dạng lại lấy ngươi. Tần lãng dương lên đầu, thanh âm càng nghẹn ngào. Hắn lau lau cái mũi, chậm rất lâu, mới tỉnh táo lại, thanh âm biến đến lạnh lùng, nhìn về phía Lưu Ly trong ánh mắt, không mang theo có bất luận cảm tình gì, là như vậy lạ lẫm, xem ra, là ta hiểu lầm, là ta đường đột gia nhân, ngươi nếu là không cam lòng, ngươi muốn là muốn giết ta, giết chính là. Hắn dương cổ lên, nhắm mắt lại, chờ đợi Lưu Ly ra tay. Lưu Ly sững sờ tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp rung động. Nàng há to miệng, nhìn lấy tầng lãng cái kia lòng chua xót bị khuất bộ dáng, tâm lý theo có không nói ra được chua xót. Không. Không phải. Nàng không phải thật sự muốn giết tầng lãng, chỉ là nói nhảm, không có phương diện kia ý tứ. Ngươi. Lưu Ly tâm lý thống khổ há mồm, muốn giải thích. Tần Lãng lại không cho nàng cơ hội này, vẫn mở mắt, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi ta ở giữa, đã phân rõ ràng như vậy đúng không? Cảm thấy ta đợi ở chỗ này, đối với ngươi mà nói, là một loại kinh nhân đúng không? Tốt. Muốn là ngươi cảm thấy giết ta, là ô uế tay của mình, vậy tự ta đi còn không được sao? Tần Lãng đứng dậy, hỏa tốc mặt xong quần áo, cũng không quay đầu lại đóng sập cửa mà ra. Sư phụ, nhiếp nhiếp đã tại trong tiếng cãi vã tỉnh lại trên thực tế tại tầng lãng nói chuyện lớn tiếng một khắc này nàng liền bị làm tỉnh lại thế nhưng là sợ hãi nàng trơ mắt nhìn không dám mở miệng nói chuyện nhiếp nhiếp đừng sợ không có chuyện gì sư phụ sẽ không hôn ngươi lưu ly ôm nhu sờ lấy nhiếp nhiếp đầu nhẹ giọng an ủi nhiếp nhiếp nhu thuận ừ một tiếng ấp úng nỉ non thế nhưng là thế nhưng là đại ca ca hắn đi lưu ly tâm lý bỗng nhiên co lại cảm thấy một cổ phát từ đáy lòng đau đớn giống như là tim vị trí bị người cho khoét mở đồng dạng nàng cố tự trấn định lắc đầu không có chuyện gì đại ca ca chẳng mấy chốc sẽ trở về thật sao nhíp nhíp chớp mắt to ngẩng đầu nhìn lưu ly bị không khí phủ lên vành mắt đỏ lên vội vàng nhào tới lưu ly trong ngực duỗi ra thịt thịt tay nhỏ giúp nàng lau sạch lấy gương mặt sư phụ ngươi đừng khóc ngươi vừa khóc nhíp nhíp cũng muốn khóc lưu ly chất phát ngồi tại trên giường nghe được nhíp nhíp mới đưa tay tiếp xúc đụng một cái gương mặt của mình nàng xem thấy đầu ngón tay cái kia ẩm ướt nước mắt vô thần thì thào ta tại sao khóc rời đi tiểu khu tầng lãng tại một cái vắng vẻ địa phương lên đã sớm xin đợi đã lâu mê bác chỗ ngồi phía sau sau khi lên xe liền vẫn quay kiến xe xuống lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm hít thật sâu một hơi hắn cho mày nhìn qua ngoài cửa sổ tâm tình có chút không tốt quân tử quay đầu nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện biết muốn đi chỗ cần đến liền phát động xe về sau chậm rãi chạy được ra ngoài vì cam đoan thiếu gia sẽ không bị gió lạnh chảy ngược hắn tận lực chậm chạp tốc độ xe nhìn ra được thiếu gia không cao hứng hắn cũng không có hỏi thăm cho thiếu gia tìm không thoải mái loại thời điểm này cần phải giữ yên lặng cho thiếu gia một cái có thể độc lập suy nghĩ hoàn cảnh xe trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh tần lãng tại trong xe hút thuốc hắn rút một nửa gió rút một nửa hắn không có cùng phong tính toán khả năng gió cũng có phiền não đi thất thần tần lãng dần dần hồi thần lại tuyện cái tráng bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng chuyện ra sao a à? vừa mới cuộc nháo kịch kia rõ ràng cũng là hắn cố ý gây nên muốn không phải hắn cố ý gây chuyện lại làm sao có thể huyên náo tan rã trong không vui làm sao trong lòng đã sớm tính toán tốt tràn diện đến thật phát sinh thời điểm ngược lại là trong nội tâm theo e đùa đi lên đâu cố gắng hít sâu mấy hơi thở đem tâm tình kích động cho bình phục lại mặc dù có chút đắng chát nhưng cũng là chuyện không có biện pháp việc đã đến nước này muốn là hắn lại không chủ động xuất kích có lẽ sẽ thật xuất hiện gà bay trứng vỡ cục diện buổi chiều thừa dịp nhíp nhíp nghỉ ngơi lúc ấy công phu hắn mang theo có thể ẩn nặc thân hình ngân linh ẩn nặc đến lạc khinh ngữ trong sân vì để tránh cho tự thân bại lộ càng là vận dụng cử chuyển thiên long quyết cùng với bất diệt kim thân một mực yên lặng ẩn giấu ninh thiên thiên tìm đánh áo ngực bị đông cứng xấu lưu ly, tiền căn hậu quả, hắn đều thấy rõ, nghe được rõ ràng. Hắn phát ra khó khăn lấy cớ, càng là lời nói vô căn cứ. Lòng tựa như gương sáng, biết đó là cái hiểu lầm, nhưng hắn không được không làm như vậy. Lưu ly tính cách, trong khoảng thời gian này hắn cũng thăm dò rõ ràng, có chính mình không thể vượt qua phòng tuyến cuối cùng, căn bản liền không khả năng sẽ đồng ý sư đồ cùng một chỗ, loại kia cục diện, nếu là thật xuất hiện. Lưu Ly tuyệt đối sẽ dứt khoát quyết nhiên rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Cho dù là hiện tại quan hệ, một khi hắn cùng lạc kinh ngữ hôn ước sự tình bộc lộ cũng không ngăn cản được lưu ly vì tránh hiềm nghi mà rời đi tâm tư chớ đừng nói chi là còn có chị em gái thiên cửa ải đại nạn chủ yếu nhất là cái này chị em gái không phải hai cái là mẹ nó sáu cái về sau thậm chí có thể sẽ phát triển thành bản đầy đủ bảy cái sister loại kia chương 607, chuyển di chiến trường hắn cùng lưu ly ở giữa chỗ ngăn cách khó khăn nhiều lắm như núi lớn không cách nào nhẹ nhõm vượt qua tần lãng có thể làm sao ngày hôm nay đều đã bí mật gặp mặt, vạn nhất ngày nào thật sư đồ gặp nhau, lại đụng phải hắn, cái kia không hết con bê rồi. Có thể giấu giếm được nhất thời, luôn không khả năng giấu giếm được cả đời. Chiếu vào tình huống trước mắt phát triển tiếp, nhẹ nhàng tiến triển, không biết muốn qua bao lâu mới có thể cùng Lưu Ly đạt tới ngươi tình ta nguyện một bước kia. Nói không dễ nghe điểm, cho tới bây giờ, Tần Lãng cũng chỉ có thể lén lút chiếm một chút lợi lộc, càng nhiều hơn chính là ỷ vào Lưu Ly nghĩ minh bạch giả hồ đồ ưu thế. Kỳ thực, giữa hai người giấy cửa sổ, căn bản cũng không có xuyên phá, mà lại dựa theo lưu ly sẽ chỉ miệng này kỳ thực cực kỳ bị động tính cách nếu là không phía dưới mảnh dược liền sẽ giống buổi tối hôm nay một dạng biên độ nhỏ tiếp xúc thân mật có thể thật là đụng phải muốn hại liền sẽ nổi giận sẽ từ chối thẳng thắn thậm chí là đem hắn cho bài xích xa xa đây là người yêu bạn bè trai gái căn bản cũng không phải là chỉ có thể nói là có một chút tiểu mập mờ thôi có lẽ lưu ly trong lòng đối với hắn có không nói ra được tình cảm nhưng đây chỉ là ẩn giấu ở đáy lòng lưu ly cũng không rõ ràng cũng không nguyện ý chủ động thừa nhận, chỉ là bị động nhận lấy dạng này ấm áp chung đụng thường ngày. Không dưới mảnh dược, loại tình huống này còn sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí sẽ ở sư đồ gặp nhau trước đó, cũng không có cách nào đánh vỡ. Thật không có thời gian. Cơ hội chớp mắt là qua, không bắt được, lưu ly khả năng liền sẽ theo bên cạnh hắn chạy đi. Tần lãng bị bất đắc dĩ, ý có nhíp nhíp, ý vào áo ngực không phải hắn mua sắm hai cái này đại ưu thế, mới dám chủ động làm khó dễ. Hắn muốn nói cho lưu ly chính là, giữa nam nữ, nếu là không có tầng kia thân mật quan hệ là không thể nào lâu dài đợi tại một khối nếu là không có còn lại tình cảm duy trì sớm muộn đều sẽ tách rời chỉ bất quá hôm nay buổi tối hắn tận lực đem cái này tách rời cho trước thời hạn để cái này tách rời nhiều rất nhiều có thể giải thích hiểu lầm để lưu ly sớm cảm nhận được phân biệt đau đớn cùng chua xót nhưng lại lưu lại có thể thay đổi không gian vì chính là bức bách lưu ly cảm nhận được chính mình nội tâm ý tưởng chân thật tiếp theo đem tầng kia giấy cửa sổ cho xuyên phá chỉ nếu không có tầng này giấy cửa sổ hắn cùng Lưu Ly ở giữa đêm về lấy một cái cưỡi tên lửa tốc độ đẩy mạnh quan hệ. Mặc kệ hai người phải chăng cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, đều vĩnh viễn sẽ lo lắng lấy, cho dù là tách ra, cũng là vương vấn không dứt được. Hoa có mở lại ngày, tình có lại nối tiếp lúc. Hết thảy hết thảy, đều bắt nguồn từ buổi chiều cái kia một đợt hiểu lầm. Lưu Ly nhận lầm người sự kiện, cho hắn gõ cảnh báo. Không thể không cảnh giác, không thể không sớm chính mình quy hoạch. Nhíp nhíp đến, là một cái rất tốt trợ công không sai, nhưng tương tự, cũng để cho hắn thư giãn hiện tại nhất định phải căng cứng, cho dù quá trình sẽ quanh co, nhưng dù sao cũng là vì càng tương lai tốt đẹp a. À. Tần Lãng đem đầu mẫu thuốc lá nhấn diệt tại xe hơi trong cái gạt tàn thuốc, theo xe hơi tủ để đồ bên trong mở một bình rượu vang đỏ, đổ vào ly đế cao bên trong, lung lay khẽ nhấc một miếng, ngẩng đầu, nhìn lấy một mực tại kính bên bên trong chú ý hắn Quân Tử, cười nói, nhìn ta làm gì? Nhìn đường a. Quân Tử thật thà sờ lên đầu, thiếu gia, ngài vừa lên xe thì tâm lý không cao hứng, ta đây không phải tại tìm cơ hội, nghĩ đến biện pháp đùa ngài vui cười nha không nghĩ tới chơi cười còn không nghĩ ra đến ngược lại là trước bị ngươi phát hiện cái này cười lạnh thật buồn cười. Tần lãng ngón tay đặt ở ngoài cửa sổ xe, cảm thụ được gió quét, yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ngươi cảm giác lưu ly làm người như thế nào? Quân tử trầm mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng, thiếu gia, lưu ly tiểu thư làm người như thế nào, cái kia cũng không phải mình cái này một cái hạ nhân có thể bình luận đó a? À. Tần lãng liếc mắt, tức giận hùng hùng hổ hổ, cái gì hạ nhân không dưới người, người xấu xí ta đúng không? có phải hay không trong khoảng thời gian này đối với các ngươi hung ác một chút ngươi cảm thấy ta bất cận nhân tình quân tử lắc đầu thiếu gia ngài nói lời này không phải dạy ta không có cách nào làm người nha ta nơi nào có ý tứ này a à. ta đem ngươi trở thành lão ca ca mới có thể hỏi ngươi nếu là không cảm thấy như vậy thì coi như ta không có hỏi đi Tần lãng quay đầu qua nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong quân tử ánh mắt nhàn nhạt mở miệng quân tử cũng không lại bưng một lần trước thật dựa theo trong lòng của mình ý nghĩ như thật nói thiếu gia kỳ thật ta cảm thấy đi Người đối đãi lưu ly tiểu thư so với ai khác đều muốn coi trọng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người phí tổn lớn như vậy tinh lực tại một cái thiếu chủ mẫu trên thân nhưng đến lưu ly tiểu thư nơi này ngài giống như không còn là cao cao tại thượng thiếu gia mà chính là một cái phổ phổ thông thông bình dân đồng dạng đương nhiên ta không phải nói ngài làm như vậy không đáng chỉ là hơi xúc động thôi cái kia ngược lại là bất quá cũng là không có biện pháp tần lãng nhìn lấy lui về cảnh đêm nhà nhà đốt đèn là như vậy yên tĩnh an tường trong nội tâm cũng theo bình tĩnh lại quân tử cái này lời nói nói không sai hắn tại lưu ly trên thân hoàn toàn chính xác hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực trước kia mặc kệ tô tiểu tiểu cừu cử cửu nhi cũng hoặc là là còn lại khí vận chi nữ cho dù hắn mỗi lần đều là thân hòa thái độ có thể kỳ thực sau lưng tầng gia cái này vô cùng lớn bối cảnh trong lúc vô hình đem thân phận địa vị của hắn và khí tràng đều cho kéo đến đỉnh điểm liền xem như không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một sự thật duy chỉ có đến lưu ly nơi này lấy lưu ly thực lực có thể đơn đấu khí vận chi tử thậm chí có thể đem khí vận chi tử trọng thương. Địa vị Nàng là sư môn sư tôn, là khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ sư tôn, cao cao tại thượng. Đừng nói lưu ly không biết hắn là tần gia người thừa kế, liền xem như biết, cũng sẽ không để ý, càng sẽ không trong lòng cho hắn thêm điểm. Đương nhiên, con đường này là không quay đầu lại cái này lựa chọn. Tại hắn đánh tới lưu ly chủ ý thời điểm, lưu ly cùng lạc kinh ngữ bảy người sư tỷ muội thì đều bắt ổn định ở một khối. Đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối. Một đường nói chuyện phím, quân tử có thể cảm giác được thiếu gia trong lời nói hiu quạng. Tâm lý suy đoán, đại khái là tại lưu ly tiểu thư nơi này, thiếu gia động chân tình. A Phi. Nói sai, thiếu gia lần nào không phải động chân tình. Chỉ là lần này, tình cảm càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn không thể không mở miệng ân cần nói, thiếu gia, kỳ thật đi, liền xem như lưu ly tính tiểu thư không tốt lắm, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế bi thương, tô tiểu thư, cừu tiểu thư, một tổng giám đốc, bạch gia đại tiểu thư, trong lòng của các nàng đều có ngươi, đừng nói những thứ này quan tâm đại tiểu thư của ngươi, thì liền ta gặp được thiếu gia ngài bộ dáng này, trong lòng cũng không thoải mái. Phải biết, thiếu gia tại trong lòng của hắn, thế nhưng là IIJS, tình cảm đại sư, thủy sản nuôi dưỡng nghiệp Thái Sơn bắt đầu. Đột nhiên, biến đến như thế hiu quạng, để hắn cảm giác được tính ngưỡng của chính mình có chút sụp đổ. Vừa dứt lời, Mây Bác vừa mới tại Lạc Gia lão trạch bên ngoài dừng lại, ngoài cửa sổ liền vang lên thanh âm quen thuộc. Hắc. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Chương 608, Hứa Thiền, rốt cuộc tìm được. Đợi tại Lạc gia hứa thiền, một mực mặt cũ mày chau. Cho dù là sư phụ căn dặn, cũng là lỗ tai trái lỗ tai phải ra, căn bản không được việc. Tâm lý phiền muộn thời điểm, không có để ý thời gian trôi qua, lúc này cảm giác được cách đó không xa khí tức quen thuộc, lập tức cuồng chạy vội tới. Nàng đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn qua trong xe quen thuộc khuôn mặt, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Tìm được. Ta tìm được. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thiền Nhi. Tần Lãng mở cửa xe, chuyển dời một chút vị trí của mình tràn đầy nhu tình mật ý nghĩ non đã lâu không gặp rất là tưởng niệm mau vào ngồi hứa thiền thẳng thắn tiến vào ghế sau xe cúi đầu lại nâng lên u oán nhìn chằm chằm tần lãng thật thật sao ngươi có muốn ta vậy tại sao trốn tránh ta nàng nghe được tần lãng vừa rồi cái kia lời nói cảm giác trong khoảng thời gian này trong nội tâm u oán nhất thời biến mất vô ảnh vô tung chỉ là hiếu kỳ vì cái gì tần lãng tưởng niệm nàng lại không tới gặp hắn ngược lại là thời thời khắc khắc trốn tránh không cho nàng theo ta không có trốn tránh ngươi a, à, làm sao có thể trốn tránh ngươi? Khả năng ta gần nhất đợi đến địa phương có chút bí ẩn thôi. Có một ít chuyện, không tiện nói, nhưng ta đang trên đường tới, đã không kịp chờ đợi muốn muốn gặp ngươi. Tần lãng ấm âm thanh kéo lại hứa thiền thon thon tay ngọc, đem thật dài tóc mái cho đẩy đến sau tai căng. Để tấm kia nước trong ra phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc dung nhan tuyệt mỹ hiện ra ở trước mắt của hắn, tán thưởng nói, vẫn là như vậy đẹp mắt, cho dù không trang điểm, cũng đem trên đường cái những mỹ nữ kia cho hất ra 18 con phố. m, -m quân tử yên lặng dâng lên tấm che trong nội tâm nghĩ kỹ 108 cái an ủi thất tình thiếu gia ý tưởng không còn sót lại chút gì hắn cảm giác mình giống như là một cái đại ngu ngốc thế mà bị thiếu gia cho lừa dối cam tâm lý biệt khuất quân tử yên lặng xuất ra laptop ở phía trên dùng màu đỏ dấu hiệu bút ghi chú tại trang đầu vị trí viết xuống thoải mái một hàng chữ lớn thiếu gia ba phần say diễn đến ngươi rơi lệ hứa thiền có thể không có nửa điểm dạng này tự giác chỉ cảm thấy như vậy lời nói nghe trong tai mỗi một chữ đều là như vậy quý giá hận không thể đem khắc sâu tại trong lòng, sợ lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra. Thật đẹp mắt. Sư phụ nàng lão nhân gia nói ta tóc rối bời. Rất khó coi. Hứa thiền nếu lấy chính mình tóc mái, có chút hối hận, đi ra trước đó không có đánh giả trang. Đó là nàng không hiểu thưởng thức. Tần lãng lắc đầu, tại hứa thiền trên đầu vỗ vỗ, hắn hiếu kỳ nói, làm sao lúc này chỉ một mình ngươi tới, khẽ nói cùng thiên thiên đâu. Hứa thiền trầm ngâm một lát, các nàng có việc. Đi ra. Cho các sư muội thông báo tin tức đi. Vậy lúc nào thì sẽ trở về ta vừa vặn có chính sự muốn nói với các ngươi. Tần lãng tâm lý vừa nghĩ, lúc này là kinh ngữ trong sân là không ai rồi. Đây chẳng phải là, hắn cùng hứa thiền nghiên cứu thảo luận cái gì, đều là giữa hai người sự tình. Không đúng, thình lình vạn nhất lại giết trở về làm sao bây giờ. Bị đánh vỡ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là hỏa khí chính đại đây. Không có dập tắt, chẳng phải là càng hỏng bét tâm. Hứa thiền lắc đầu, không rõ ràng. Có thể muốn ngày mai. Cũng có thể sẽ hai ngày nữa. Trước khi rời đi, Ninh Thiên Thiên cảm thấy tại Lạc Gia đợi đến quá buồn khổ, lấy cái này vì lấy cớ, lôi kéo đại sư tỷ cùng một chỗ ra ngoài giải sầu. Nói là cáo tri tin tức, kỳ thực cũng là tìm một cơ hội đi ra ngoài chơi. Mà đại sư tỷ biết được sư phụ không lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tâm tình cũng là cực tốt, cũng đáp ứng. Hai người lúc này mới vừa kết bạn ra ngoài, một lát, khẳng định là về không được. Cái kia vào nhà nói đi. Tần Lãng lôi kéo hứa thiền tay, xuống xe, theo cốc sau gỡ xuống một cái hòm rỗng về sau, phân phó quân tử để hắn tùy tiện tìm một chỗ tạm một buổi tối liền cùng hứa thiền vượt qua tường vây đi tới lạc kinh ngữ nơi ở vừa vào nhà hắn liền đem hư không mở rương ra trong chốc lát bên trong bày đầy màu lam bình thuốc nhỏ thuần một sắc toàn bộ đều là thể chất mười dược tề đây là tăng lên thể chất dược tề đại sư tỷ trực tiếp cho chúng ta uống qua nói là ngươi cho hứa thiền nhìn lấy bên trong rực rỡ muôn màu dược tề có chút hoa mắt nàng là biết cái này thể chất mười dược tề lợi hại chỗ uống mười mấy bình liền cảm giác thực lực của mình tăng lên hai ba thành bực nào thần kỳ. Phải biết, nàng hiện tại cái này một thân thực lực thế nhưng là đi qua tích lũy tháng ngày mài, tại sư môn bị sư phụ không ngừng mà dạy bảo, trải qua mười mấy năm mới tạo ra được tới. Mà bây giờ, chỉ là mười mấy cái bình dược tề liền có thể đạt tới, quá mức dọa người. Những này là chuyên môn mang đến đem cho các ngươi tăng lên thực lực, lần sau muốn là gặp phải dịp thần cấp bậc kia địch nhân, các ngươi các sư tỷ đồng tâm hiệp lực, cũng không đến mức không có chống lại cơ hội. Tần Lãng thúc giục nói, không có chuyện thì tranh thủ thời gian uống vào, đem thực lực tăng lên đi. Hứa Thiền lắc đầu, không được đại sư tỷ trước đó mang tới những cái kia gần nhất mới tiêu hóa xong uống quá nhanh sẽ làm bị thương căn bản tần lãng nhẹ gật đầu lại từ trong ngực lấy ra mười mấy mảnh ngàn năm thiên sơn tuyết liên phấn màu đỏ hoa sen muối đưa tới hứa thiền trong ngực dặn dò nói đây là ta trân tàn người cảm giác thân thể không thoải mái ngậm lấy một mảnh liền có thể tiêu trừ tác dụng phụ đây là thiên sơn tuyết liên cánh hoa không thể quá trân quý ta không thể nhận hứa thiền quả quyết cự tuyệt tần lãng tức giận liếc mắt ta hiện tại liền muốn để thực lực của ngươi tăng lên hảo hữu cái năng lực tự bảo vệ mình, bằng không chiếu vào tính cách của ngươi, gặp phải địch nhân thì xông đi lên, sớm muộn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi mạnh lên, mới yên tâm. Thiên sơn tuyết liên trân quý sao? Tự nhiên là trân quý, tại trong mắt người khác, đó là thánh dược chữa thương, cho dù là dịp thần cấp bậc này, cũng không vớt được. Bằng không hắn thương thế kia cũng không đến mức còn đang thông thả khôi phục, nếu là có thiên sơn tuyết liên, nhiều nhất 2-3 ngày, bị lưu ly trọng thương thương thế, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là, tại tầng lãng nơi này nha cùng cái rau cải trắng giống như hệ thống trong túi đeo lưng có mười mấy gốc hiện tại rút thưởng cũng sẽ thình lình xuất hiện một gốc không lo về sau sẽ thiếu ngược lại không phải là phá lệ thiên vị hứa thiền đây không phải vừa tốt đơn độc ở chung sao dỗ ngon dỗ ngọt vẫn là đến có là kinh ngữ bên kia thực lực của các nàng mạnh liền xem như tự nhiên tiêu hóa nhiều nhất mười ngày nửa tháng cũng có thể tăng lên tới thể chất mười dược tề có khả năng tăng lên giới hạn hứa thiền tiếp nhận cánh sen ngay trước tầng lãng trước mặt đánh mở một chai bình dược tề hướng trong miệng rót chỉ chốc lát sau toàn thân tựa như cùng hỏa thiêu đồng dạng giống như là bị liệt diễm thiêu đốt da thịt xuất hiện từng tất từng tấc nứt khuôn mặt cũng xuất hiện bệnh trạng đỏ ửng hắn làn da mặt dần dần có tạp chất bắt đầu tràn ra hứa thiền ôm lấy một đống cái bình chạy tới phòng tắm nàng không nguyện ý chính mình chật vật như vậy một mặt xuất hiện tại tầng lãng trước mặt tận lực tránh đi Tần lãng nhàn nhạt cười cười yên lặng chui được lạc khinh ngữ phòng trên giường tay gối lên đầu đằng sau thoải mái nhàn nhã chờ lấy chương 609, sư nợ đồ trả cũng không biết qua bao lâu trong phòng tắm truyền đến ào 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 tiếng vang nhanh như vậy tần lãng hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình mặt lấy trong lòng suy nghĩ muốn hay không cũng đi tắm một cái cân nhắc liên tục còn là phủ định ý nghĩ này mới vừa ở lưu ly chỗ ấy rửa còn không có 2 đến 3 giờ thời gian lúc này lại tẩy quả thực có chút lãng phí nước tư nguyên trân quý nước tư nguyên từ hiện tại làm lên rất nhanh cửa phòng tắm bị mở ra có màu trắng vũ khí tràn lan đi ra mặc lấy màu lam nhạt đồ ngủ hứa thiền đi ra da thịt như là vừa lột xác trứng gà da thịt hơn tuyết lộ ra sữa gáo đồng dạng đỏ thẫm. Nàng đứng tại cạnh giường, đứng thẳng. Tần lãng vẫy vẫy tay, sững sờ ở nơi đó làm gì, tới ngồi a, à, cảm giác thế nào, có phải hay không lại uống vào đều không có cảm giác rồi. Hứa thiền nghe lời ngồi tại cạnh giường, cùng tần lãng liền nhau, gật đầu nghiêm mặt nói, uống 32 bình. Ăn 8 mảnh cánh sen. Lãng phí một bình, uống sau không có hiệu quả. Đối với đắt giá như vậy thể chất dược tề, hứa thiền trong lòng vẫn là rất quý giá, lãng phí một bình, có chút đáng tiếc đây cũng là chuyện không có biện pháp ngươi không uống cái kia một bình cũng không xác định đến cùng có hiệu quả hay không a à. tần lãng ôn nhu an ủi tay cầm đưa đến hứa thiền sau lưng khoác lên hắn trên bờ vai ngón tay cắm đến đen nhánh xinh đẹp trong đầu tóc gãy vài cái trêu chọc nói tay này giống như có chút cổ quái cũng không biết nên đi chỗ nào thả đánh cái so sánh giả dụ có người không thông qua ngươi cho phép lầu eo của ngươi ngươi có tức giận không sẽ làm sao đối đãi người kia hứa thiền quay đầu lại nhìn chằm chằm tần lãng nghiêm túc mở miệng sẽ tức giận ta sẽ chặt rơi tay của hắn. Trừ phi người kia là ngươi. Thì ra là thế. Tần lãng hiểu rõ gật đầu, tay cầm theo hứa thiền đầu vai trượt xuống. Tục xưng, lão vai cự trơn. Không cẩn thận, thì ông vào hứa thiền cái kia eo thon chi phía trên, ông trong tích tắc, tần lãng đều hơi xúc động, không biết hứa thiền cái này mảnh khảnh trong thân thể, là như thế nào bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Không khỏi lại là hiếu kỳ nói, giả dụ có người không thông qua ngươi cho phép, mặc qua y phục, giúp ngươi kiểm tra một chút trong thân thể khí huyết lưu thông, ngươi có tức giận không? sẽ đem người kia thế nào hứa thiền cúi đầu sẽ tức giận ta sẽ giết hắn chặt hai tay của hắn cho chó ăn trừ phi người kia là ngươi tần lãng trịnh trọng việc gật đầu đó là cần phải nếu ai dám chiếm ta tiện nghi ta cũng phải đem tay của nàng chặt nhưng ngươi vừa mới ăn vào đại lượng thể chất dược tề không biết thể nội cụ thể là cái tình huống như thế nào ta được thật tốt giúp ngươi điều tra một chút trong cơ thể khí huyết lưu thông hắn nhẹ nhàng an ủi động lên hứa thiền cái kia da thịt trắng loãng bắt đầu chững chạc đàng hoàng điều tra khí huyết lưu thông có chút gia tốc cũng không biết là bị hắn đụng phải khẩn trương, vẫn là ăn vào thể chất dược tề mang tới tác dụng phụ. Điều tra xong chưa? Hứa Thiền quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Lãng ánh mắt, sắc mặt bình thản, nhưng hắn có chút phát trung thân thể, lại là biểu dương đưa ra không an tĩnh tâm cảnh. Còn không có, thể chất dược tề mang tới hiệu quả rất cường đại, nhưng tương tự, cũng sẽ có rất phức tạp phụ diện tác dụng, cho dù là ngàn năm thiên sơn tuyết liên, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, ta phải điều tra một chút ngươi vị trí trái tim cung cấp huyết tình huống. Tần Lãng sụ mặt, hóa thân thành nghiêm túc thầy thuốc tay hướng về phía trên chuyển dời mười mấy cm, vẫn nhíu mày, tràn đầy kinh ngạc, không đúng, xương sườn đâu? Vị trí này vốn nên là xương sườn tồn tại địa phương, vì sao ta sờ không tới xương sườn tồn tại? Hắn kinh ngạc đưa tay tại làm lấy mắt xa, hy vọng có thể chạm đến hứa thiền xương sườn. Nhưng vô luận hắn làm sao điều tra, chung quy là có chướng ngại vật chặn đường đi của hắn lại. Hứa thiền gương mặt phát hồng, cúi đầu, không nói lời nào. Có thể theo tầng lãng càng cả gan làm loạn, không nhịn được ngẩng đầu, gương mặt đỏ tích huyết, mở miệng hỏi thăm, ngươi đang làm cái gì? là tại chiếm ta tiện nghi. Đúng hay không? Tần lãng một cái tay đặt ở chỗ cũ, một cái tay khác nắm tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng nói, giả dụ có người mượn giúp ngươi điều tra thân thể nguyên do, mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có tức giận không? Sẽ đem người kia thế nào? Hứa thiền ngậm miệng, băng lãnh mở miệng, sẽ tức giận. Ta sẽ giết hắn, đem đầu của hắn làm bóng cao su đá. Trừ phi, người kia là ngươi. Thiền nhi. Tần lãng thanh âm biến đến nhu hòa, đặt ở bên miệng cái tay kia, nhẹ vỗ về hứa thiền gương mặt tiếu lệ kia, ở tại khóe môi chỗ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đắng chắc cười nói. Chỉ tiếc, ngươi là khẽ nói chính là sư muội, chỉ tiếc sư tôn của các ngươi sẽ không đồng ý hai ta ở giữa sự tình, cho dù ta đối với ngươi có ý, nhưng không biết sao có người trở ngại, ta chỉ có thể thừa dịp loại cơ hội này, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Hắn thở dài, sâu kính làm bộ muốn thu về bàn tay. Cũng không có lại tiếp tục điều tra đi xuống. Hứa thiền trong mắt đẹp, có ánh sáng chật hiện, ngươi đối với ta có ý. Ngươi là ưa thích ta sao? Không có gạt ta, Tần lãng nụ cười đắng chắc lắc đầu, đêm dài đằng đẵng, hai người chúng ta, ta vừa lại không cần nói cho ngươi láo. Ngươi về sau cũng không muốn lại lung tung đi theo ta đằng sau, ngược lại không phải là không thích ngươi theo, chỉ là ta không quen có người như vậy yên lặng thủ hộ lấy ta, ta lo lắng cho mình, sẽ thu liễm không ngừng tâm ý của mình. Hứa thiền cắn môi, siết chặt tiểu quyền, nghiêm nghị nói, sư phụ nàng lão nhân gia nói. Chúng ta một mạch không cần cố kỵ lễ nghi phức tạp. Nếu có tình nghĩa, cái gì cũng có thể xem nhẹ. Là nói như vậy sao? Tần lãng làm sao nhớ đến, lúc đó là ninh thiên thiên cố ý gài bẫy tới vạn nhất để lưu ly biết ninh thiên thiên nói cái kia bạn gái là chỉ là kinh ngữ lưu ly còn sẽ nói ra cái kia lời nói sao đương nhiên hắn là sẽ không theo hứa thiền giải thích chính là cái kia thiền nhi ngươi đối với ta nhưng có tình nghĩa tần lãng nhìn chằm chằm hứa thiền đôi mắt ngưng trọng mở miệng hỏi thăm hứa thiền lần đầu bị nhìn chằm chằm tâm lý có không nói ra được tình cảm liếc qua đầu không có lên tiếng có thể tần lãng chỗ nào nguyện ý buông tha cái này cơ hội cực tốt hắn có một cọc vấn đề cần vội vàng tại hứa thiền trên thân nghiệm chứng nhìn ta tần lãng hai tay đến đỡ lấy hứa thiền gương mặt để cho nàng chính đối với mình không cho nàng cơ hội chạy thoát hứa thiền gương mặt hiện ra đỏ ửng ta ta không biết ta không rõ ràng đối ngươi có hay không tình nghĩa là tìm không thấy ngươi tâm lý cảm giác vắng vẻ có chút nhớ nhung khóc không biết vì cái gì tần lãng lần nữa nghiêm túc đặt câu hỏi giả dụ có người lấy cớ theo ngươi luận võ không cẩn thận đánh hôn thiên hắc địa ngủ thẳng tới cùng một chỗ ngươi có tức giận không ngươi sẽ làm sao hứa thiền ngưng trọng, sẽ không tức giận. Ta nghĩ ta có thể sẽ có chút vui vẻ. Bởi vì ta biết người kia là ngươi. Trong phòng, không khí chỉ một thoáng động lại xuống tới. Hứa thiền sâu kính ngẩng đầu, nhìn chầm chầm tầng lãng ánh mắt, ngậm miệng, đầu vai đồ ngủ chảy xuống một góc. Không có bất kỳ động tác gì, là thật lão vai cự trơn. Có tức giận hay không đến đánh qua mới biết được. Nói những lời này, đều là hư. Ban đầu ở Kha Lam thời điểm, ngươi không phải tuyên bố sớm muộn cũng có một ngày muốn đánh ngược lại ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này tần lãng dương nhanh múa vuốt hướng về hứa thiền xông tới rất có một phen lấy mạng đổi mạng tư thế hứa thiền không cam lòng yếu thế phấn khởi phản kháng mười mấy phút sau Lạc kinh ngữ giường hứa thiền y phục lưu ly thiếu nợ đồ nhi trả chương 610, trăm kết xù thiên mệnh phản phái giá trị ngươi ngươi rất lợi hại nhưng là ta cũng không yếu cả đời hiếu thắng hứa thiền liếc qua đầu cắn môi nói cái gì cũng không chịu nhận thua trong nội tâm nàng ngượng ngùng không dám nhìn tới tần lãng ánh mắt chưa từng có nghĩ đến, cũng có ngày, thế mà còn có thể như vậy cùng Tần Lãng bất phân cao thấp. nàng trong lòng chắc chắn, nhất định muốn tại lần này giao phong bên trong chiếm cứ phía trên trù. vậy cũng không nhất định a. À. Tần Lãng ngoạn vị cười, yên lặng vận chuyển lên vũ trang sắc bá ký. Đinh. chúc mừng ký chủ cầm xuống ký vận chi nữ hứa thiền. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị 1 triệu. Đinh. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1.000. Đinh. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một, một nghìn hai. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1007. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Lãng nhìn lấy chân trời đều đã tảng sáng, mới lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, hít một hơi, nuốt mây nhả khói. Nó như thế nào đây? Hắn đối hứa thiền là không ôm ấp bất luận cái gì hận ý. Nhưng không biết sao tại Lưu Ly bên kia gặp khó, đúng, cũng là gặp khó. Hắn đều bị Lưu Ly cho đuổi đi ra, chẳng lẽ còn không thể tức giận. Đời này, hắn tần lãng liền không có nhận qua lớn như vậy bị khuất, làm gì cũng nhất định phải lấy lại danh dự, sư phụ thiếu tình cái, làm đồ nhi đến hoàng lại. Rất hạch ý a. À. Đồng thời, hắn không phải ham hứa thiền sắc đẹp, cũng không phải là vì phát tiết lửa giận trong lòng. Hết thảy tất cả, đều là đang nghiệm chứng trong lòng hắn một cái phỏng đoán, một cái liên quan đến với thiên mệnh phản phái giá trị bao nhiêu vĩ đại phỏng đoán. Khí vận chi nữ đồng dạng cầm xuống thiên mệnh phản phái giá trị cố định tại năm vạn, lần thứ nhất xuất hiện ba động là tại huyết sắc mạng Đà La trên thân, cung cấp 10 vạn. Ngay lúc đó huyết sắc mạng Đà La thể chất đại khái tại chừng 100, cũng chính là cùng em vợ Diệp Phong tương xứng. Đến tiếp sau, luân hồi cung cấp 35 vạn kết xù thiên mệnh phản phái giá trị, tiểu sở sở cũng cung cấp 30 vạn. Cái này hai tên ký vận chi nữ thể chất, lúc đó đại khái là tại hơn 300 hai bên, tiểu sở sở là ngũ sư muội đối lập muốn yếu một ít. Đến mức Kana Isiha. Cô nương kia là hoa anh đào, cùng bên này thể chất tính toán hệ thống khả năng xuất hiện một số trên lệch, chỉ cung cấp 10 vạn, không ảnh hưởng toàn cục. Một lần không giống bình thường tần lãng còn có thể xem nhẹ, nhưng hết lần này đến lần khác dị thường, liền để hắn không thể coi thường. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, thiên mệnh phản phái giá trị nhiều ít cùng khí vận chi nữ thể chất có quan hệ thể chất càng cao lấy được thiên mệnh phản phái giá trị thì càng nhiều tại một loại khác phương diện phía trên có thể giải thích vì thể chất càng cao khí vận chi nữ càng khó cầm xuống đương nhiên lâm tâm di loại này thuộc về tình huống đặc biệt bị diệt thần chầm chầm rất chặt độ khó khăn tăng lên rất nhiều tất cả suy đoán đang nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh cái kia một giây liền đạt được nghiệm chứng đoán không sai quả nhiên thể chất đến trước mắt dược tề có khả năng tăng lên đỉnh phong hứa thiền một nghìn điểm thể chất cung cấp 100 vạn lượng lớn thiên mệnh phản phái giá trị. Đây chẳng phải là nói, về sau cho khí vận chi nữ tăng lên thực lực, sau đó lấy thêm dưới, liền có thể đem 5 vạn cố định thiên mệnh phản phái giá trị cho thật to tăng lên. Đương nhiên, cho khí vận chi nữ tăng lên thực lực sẽ tiêu hao nhất định thiên mệnh phản phái giá trị. Nhưng bây giờ hệ thống rút thưởng như trước kia không đồng dạng, cái đồ chơi này là thuộc về hi hữu đạo cụ, không xuất hiện thời điểm, phá lệ trân quý hiếm thấy, chỉ khi nào xuất hiện thì sẽ biến thưa thất bình thường. Cũng tỷ như lần này mang tới mấy trăm bình thể chất 10 dược tề, tổng cộng thêm tại một khối, cũng mới bỏ ra hơn 100 vạn thiên mệnh phản phái giá trị. Chỉ là hứa thiền một cái, thì không sai biệt lắm đã kiếm về. Càng quan trọng hơn là, thực lực sau khi tăng lên hứa thiền, cũng có thể trở thành bên cạnh hắn một sự giúp đỡ lớn. Còn có còn lại thể chất dược tề, còn có thể dùng đến đề thăng lạc kinh ngữ chờ khí vận chi nữ thể chất. Cái này một đợt, huyết kiếm lời. Ngươi không vui sao? Hứa thiền ngậm miệng, tự ở tầng lãng bên người, gặp hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nuốt mây nhã khói, nhìn không được mở miệng hỏi thăm. Nàng có chút sợ hãi, hoài nghi, là không phải mình cùng còn lại nữ hài tử không giống nhau, để tần lãng không thoải mái. Làm sao lại thế? Tần lãng đem đầu mẫu thuốc lá nhấn diệt ở bên cạnh ninh thiên thiên hộp hóa trang bên trong. Ông hứa thiền cái kia ôm nhuận thân thể mềm mại, thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, mới vừa rồi còn thật xấu hổ, hiện tại lúc này sụ mặt, không vui. Có gánh nặng trong lòng. Hứa thiền lắc đầu, chất phát thì thào, không có không vui. Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, có thể đây là ta lần thứ nhất cùng người đánh nhau, sẽ có loại này hô hấp đều nhanh muốn thở không thông cảm giác nàng cảm giác mình giống như là kẻ yếu cho dù lại thế nào muốn biểu hiện ra chính mình cường đại đều sẽ bị tầng lãng cho khắc chế thậm chí có đến vài lần nàng tựa như là chết đuối đồng dạng liều mạng tại tầng lãng sau lưng cào lấy muốn phải bắt được cái kia sau cùng một cọng cỏ chật vật như thế không chịu nổi kết quả để trong lòng của nàng không có cách nào tiếp nhận nàng hứa thiền cả đời không kém ai duy chỉ có tại tầng lãng nơi này nhiều lần gặp khó cảm nhận được đã kích cực lớn có chút hiu quạng đừng nói như vậy, ngươi dạng này để trong lòng ta rất có gánh vác, luôn cảm thấy khi dễ như vậy ngươi, đặc biệt có. Cảm giác thành tựu. Tần lãng tặng hắn một cái. Thật. Nếu là nữ hài tử cái gì đều hiểu, nói những lời này, tần lãng có thể sẽ hoài nghi là nịnh nọt duyên cớ của hắn. Nhưng duy chỉ có, giống hứa thiền loại này làm càng làm bậy, cái gì cũng đều không hiểu, lời nói ra, phá lệ để hắn có cảm giác thành công, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Đại trưởng phu làm như thế. Hứa thiền cúi đầu, rất là thất lạc, ngươi thắng tự nhiên có cảm giác thành công. Ta thua, theo ngươi không có cách nào cảm động lây. Nàng chỉ đầu giường chén nước, thở dài, ta hiện tại toàn thân bất lực. Như cùng một tên phế nhân, ngươi có thể cầm chén nước cho ta không? Ta rất khác. Tần lãng rất là thân mật giúp đỡ rót một chén nước nóng, đúc hứa thiền uống xong. Tại trên gương mặt của nàng nhéo nhéo, treo chọc nói, ngươi lúc trước không phải nói, muốn là ngủ đến cùng một chỗ, có thể sẽ rất vui vẻ sao? Làm sao, hiện tại thật đến một bước này, ngược lại là không có loại kia cảm giác vui thích. Hứa Thiền lắc đầu, vui vẻ là vui vẻ. Nhưng thua để cho ta không cao hứng. Nếu như thắng ngươi, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Nàng ngậm miệng, tay chống đỡ tầng lãng bả vai, thất tha thất thểu đứng dậy, có chút ngượng ngùng mở miệng, ta cảm giác có chút không thoải mái. Nước uống nhiều quá. Đi đi nhà vệ sinh. Nàng chật vật viện tường mà đi, đi đến phòng vệ sinh, tầng lãng muốn muốn giúp đỡ, lại bị cự tuyệt. Tiến vào phòng vệ sinh không có 3 phút hứa thiền, đi mà quay lại, theo viện vách tường, đến nhấn sự cấy xuôi theo. Từng bước một chậm rãi tới gần tầng lãng, đứng trước mặt của hắn. Thế nào đây là? Tần lãng nhìn lấy sắc mặt một trận phím hồng hứa thiền, kinh ngạc mở miệng. Hứa thiền cúi đầu, buông ra nhấn sự kế xuôi theo cánh tay, té nhào vào tần lãng trong ngực, sợ hãi lên tiếng. Ta có phải hay không phải chết? Ta đi không được đường. Cũng không điều động được khí huyết chi lực. Không cần lo lắng, đây không phải cái đại sự gì, ngươi không phải đi nhà cầu sao. Trở về, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ khỏi hẳn. Tần lãng vỗ nhẹ hứa thiền phía sau lưng, ôm nhu an ủi. Hứa thiền cũng không có ngẩng đầu, còn đem đầu từ ở trong ngực của hắn ấp úng có thể thế nhưng là nhan sắc không đúng